Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Nhịp sống sức khỏe 24 giờ, chương trình cung cấp thông tin về sức khỏe cho cộng đồng, được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Chăm sóc Sức khỏe Sao Đại Việt và tôi, MC Bích Thủy, rất vui được đồng hành cùng quý vị. Thưa quý vị, tính tới thời điểm 6 giờ sáng nay, ngày 15 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có một ca mắc COVID-19 mới là người nhập cảnh, được cách ly ngay. Ca bệnh 930, bệnh nhân nữ 41 tuổi, có địa chỉ tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19 và điều trị khỏi tại Nga ngày 24 tháng 6 năm 2020. Ngày 10 tháng 8, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại tiểu đoàn 2 trung đoàn 180 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định. Ngày 11 tháng 8, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định đi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả nghi ngờ. Ngày 13 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả ngày 14 tháng 8, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam có 930 ca bệnh, trong đó 329 ca nhiễm nhập cảnh, được cách ly ngay, và 601 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 461 ca, tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 8 đến 6 giờ ngày 15 tháng 8, ghi nhận một ca mắc mới. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì Bộ Y tế đã đẩy mạnh việc sản xuất trong nước và đăng ký mua vaccine phòng ngừa COVID-19 của Nga và Anh. Trong thời gian qua, bên cạnh những nỗ lực hoạt động phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đã quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các nghiên cứu để sản xuất vaccine trong nước, đồng thời đẩy mạnh việc phối hợp với các công ty, các đối tác sản xuất và cung cấp vaccine có uy tín trên thế giới nhằm có vaccine ngừa COVID-19 cung cấp cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Theo thông tin từ Bộ Y tế về sản xuất vaccine trong nước, hiện công ty vaccine và sinh phẩm số 1 của Bộ Y tế đang phối hợp với trường Đại học Bristol của Anh nghiên cứu sản xuất vaccine theo công nghệ vector virus. Đây là công nghệ tiên tiến, được nhiều hãng sản xuất vaccine lớn trên thế giới sử dụng trong việc phát triển vaccine ngừa COVID-19. Các đơn vị khác như Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Polivac và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Sinh học Dược Nanogen cũng đang trong quá trình nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19. Bước đầu cho thấy kết quả khả quan, cố gắng cuối năm 2020 thử nghiệm lâm sàng. Mặt khác, Bộ Y tế đang rất nỗ lực và tích cực phối hợp với các nhà cung cấp vaccine trên thế giới để thực hiện việc mua và phối hợp sản xuất vaccine, trong đó có Nga, Anh, Mỹ và các nước khác. Mới đây, Bộ Y tế đã đăng ký mua vaccine của Nga và Anh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!